Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, camera ẩn dưới màn hình USC là một giải pháp công nghệ giúp hiển thị màn hình toàn cảnh mới nhất của Oppo, có module camera tùy chỉnh nhằm thu hút được nhiều ánh sáng hơn trong khi tận dụng được các thuật toán tối ưu và công nghệ AI để cải thiện hiệu suất camera. Đồng thời, điều khiển phân vùng Zoning Control được sử dụng trên màn hình nhằm kiểm soát các pixel ở các khu vực ngay phía trên của camera, kết hợp với tốc độ truyền tải cao hơn từ tấm vật liệu Panel Material. Công nghệ này cho phép đủ ánh sáng đi qua màn hình để hiển thị nội dung cùng lúc, với các tính năng của camera bao gồm chụp ảnh, mở khóa bằng khuôn mặt và gọi video. Bên cạnh công nghệ camera ẩn dưới màn hình, thì Oppo còn bất ngờ giới thiệu MesTalk, một giải pháp công nghệ truyền thông tin tầm ngắn độc quyền mới, cho phép truyền văn bản, tin nhắn thoại và cuộc gọi giữa các thiết bị Oppo trong phạm vi là 3 km mà không cần mạng di động, Wi-Fi hay là Bluetooth. Công nghệ MesTalk của Oppo cũng cho phép nhiều thiết bị thiết lập mạng nội bộ AdHoc Local Area Networks, cho phép khả năng trò chuyện nhóm và mở rộng phạm vi giao tiếp thông qua việc chuyển tiếp tín hiệu. MesTalk hỗ trợ liên lạc nội bộ bất cứ nơi nào nếu các thiết bị Oppo nằm trong phạm vi tín hiệu của nhau. Để phát triển công nghệ MesTalk này, thì Oppo đã tùy chỉnh chipset thông tin nhằm phát hiện những lợi thế của việc phân cấp, tốc độ đường truyền nhanh hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn. MesTalk là một giải pháp truyền thông tin sáng tạo, bỏ qua các trạm cơ sở, máy chủ và các thiết bị khác, trao quyền cho người dùng ở mức độ bảo mật riêng tư cao hơn. Các bạn mến, vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 6, Huawei đã giới thiệu tới người dùng Việt Nam mẫu Y9 Prime 2019, smartphone đầu tiên của hãng sử dụng màn hình không viền, camera selfie pop-up cùng với con chip Kirin 710F và giá bán vô cùng hấp dẫn. Huawei Y9 Prime 2019 bắt nhịp với xu hướng chung khi sử dụng thiết kế toàn màn hình không tai thỏ hay đục lỗ, cho diện tích hiển thị lên tới 91%, kích thước là 6,59 inch với tỷ lệ khung hình là 19,5:9. Nắp lưng được làm bằng chất liệu composite 3D, có đặc tính lấp lánh như thủy tinh nhưng bền và chống va đập tốt. Huawei Y9 Prime 2019 sử dụng con chip Kirin 710F 12 nm với hiệu suất cao nhưng tiêu thụ điện năng thấp hơn, được nâng cấp cả về bộ xử lý trung tâm CPU và bộ xử lý đồ họa GPU. Máy được trang bị dung lượng pin là 4000 mAh, sử dụng cổng sạc USB Type-C cho phép trao đổi dữ liệu nhanh hơn, tiện lợi hơn. Camera được thiết kế với cơ chế bảo vệ thông minh, sẽ tự động đóng vào khi phát hiện điện thoại bị rơi và đồng thời có thể trượt lên và trượt xuống 100.000 lần. Và Huawei Y9 Prime 2019 có 3 camera ở phía sau, bao gồm camera 16, 8 và 2 megapixel. Và Huawei Y9 Prime 2019 lên kệ với giá bán là 6,49 triệu đồng. Trong thời điểm đầu thì các bạn đặt mua Y9 Prime 2019 thì sẽ có thể nhận được những ưu đãi như là giảm giá 15%, trả góp 0% hay là tặng sạc dự phòng. Và với mức giá ưu đãi vừa công bố thì Huawei Y9 Prime 2019 thực sự sẽ là một sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc chính hãng tầm trung tại Việt Nam. Các bạn mến, theo một hồ sơ bị rò rỉ từ My Smart Price thì Samsung Galaxy Fold phiên bản 5G vừa được chứng nhận bởi Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC. Thiết bị đã được nộp vào ngày 25 tháng 4 và được chứng nhận bởi EMC vào ngày 3 tháng 6 vừa qua. Thử nghiệm EMC tương thích điện tử sẽ đảm bảo thiết bị không phát ra quá nhiều năng lượng điện từ để gây ra hoặc là nhận nhiễu từ các thiết bị khác. Phiên bản 4G của Galaxy Fold thì hỗ trợ SIM kết dual SIM thông qua nano SIM vật lý và eSIM, trong khi phiên bản 5G chỉ sử dụng một khe cắm SIM. Ngoài ra thì phiên bản 5G sẽ có pin là 4235 mAh, nhỏ hơn so với bản 4G là 4380 mAh. Ngoài dung lượng pin và sự khác biệt về kết nối thì cả hai sản phẩm đều có các thông số kỹ thuật giống y hệt nhau. Và tuần trước thì Phó Chủ tịch Samsung Display đã khẳng định sự chậm trễ này sẽ sớm chấm dứt. Mặc dù các vấn đề đã được giải quyết và Galaxy Fold đã sẵn sàng để tung ra thị trường, nhưng phía nhà sản xuất Samsung vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về ngày hoặc là khung thời gian cụ thể để đưa ra mắt sản phẩm. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!